Đối với những vận động viên chuyên nghiệp, mỗi giải đấu, dù là quy mô khu vực, quốc gia hay quốc tế, đều là một lần đối diện với những thử thách cùng áp lực. Vì vậy, việc chuẩn bị thể lực tốt, tinh thần mạnh mẽ và những trang phục phù hợp với tiêu chuẩn thi đấu khắt khe rất quan trọng, thậm chí có thể quyết định đến sự thành bại của giải đấu. Bên cạnh những yếu tố như phong độ, chế độ dinh dưỡng phù hợp, việc lựa chọn những trang thiết bị có khả năng tăng cường hiệu suất vận động là điều vô cùng quan trọng. Với các vận động viên, trang bị quan trọng nhất chính là đôi giày. Giày chạy chuyên nghiệp đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn khắt khe cho nhu cầu luyện tập cũng như chạy đua, chạy thi đấu. Chạy marathon cần phải có trọng lượng nhẹ nhằm giảm tải cho đôi chân, cảm giác êm ái giúp giảm các rung chấn tiêu cực từ mặt đường lên cơ thể, phản hồi lực để các vận động viên đạt tốc độ cao nhanh hơn và duy trì tốc độ đó với ít sức lực bị tiêu hao hơn. Độ bật này nhằm trợ lực tối ưu, giúp dễ dàng bứt tốc, bám đường tốt, mang đến độ ổn định và an toàn suốt quá trình thi đấu. Gần đây, giới chạy bộ quan tâm đến mẫu giày Li-Ning Radiant Ultra vừa ra mắt, lại được các tuyển thủ đội điền kinh quốc gia tin tưởng lựa chọn như Trịnh Quốc Lượng, Nguyễn Thị Oanh, Hoàng Nguyên Thanh, Phạm Thị Hồng Lệ. Một đôi giày đủ tiêu chuẩn làm bạn đồng hành của những vận động viên chắc chắn phải đem lại hiệu năng vượt trội. Là mẫu giày đầu bảng của Li-Ning trong nhóm giày chạy bộ đường trường, hội tụ mọi tinh hoa công nghệ mà Li-Ning đang sở hữu. Radiant Ultra có trọng lượng nhẹ với đế bùm và thân giày dệt từ sợi bùm fiber mật độ thấp cho những bước chạy nhẹ tênh thoải mái. Tấm trợ lực carbon được uốn cong tại bàn chân trước và cấu trúc ổn định giúp hỗ trợ vận động viên trong quá trình thi đấu.